trình được bảo trợ bởi Bạn sẽ đi đâu với OCBus? Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Một lần nữa, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm và chương trình quý vị đang theo dõi là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình mà quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua các số điện thoại ở trên màn ảnh của đài. Thì chúng tôi sẽ tuần tự là trả lời câu hỏi của quý vị. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi là trong tuần rồi thì có emergency là cái đường dây điện thoại của Verizon họ bị cắt. Thành ra vì vậy mà chúng tôi không có làm cái show mà Người Việt Luật Mỹ trong thứ tư tuần rồi. Thành ra chúng tôi xin cáo lỗi của quý vị. Thì bây giờ cái đường dây nó quất trở lại, thành ra chúng tôi tiếp tục cái chương trình Người Việt Luật Mỹ để mang đến cho quý vị. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Hello. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, thưa luật sư, em có một hỏi về đại học ạ. Ok, dạ được. Dạ. Dạ. Thưa luật sư, cách đây 10 năm á, em với em của em có mua chung một căn nhà mà hồi đó còn single và đứng dưới dạng joint tenant. Tức là em và người em của em cách đây 10 năm hai người mua cái nhà đứa với hai người đứng đó là dọn là joint tenancy phải không? Đã, rồi sao nữa? Single. Lúc đó còn single rồi. Bây giờ hai người married rồi. À. Bây giờ nếu mà muốn bán cái nhà đi thì có nên đổi cái marital status không? Và có vấn đề gì nếu mà không đổi vấn đề gì mà? Muốn bán cái nhà đi nếu mà bán rồi có đổi không đổi đâu có thành vấn đề. Tôi không hiểu cái câu hỏi của em. Bây giờ em muốn bán cái nhà đó đi hay là anh chỉ muốn đổi cái title cái nhà đó lại? Không, muốn bán đi thì muốn bán đi. Nếu mà bán đi đó thì hồi xưa đó mình đứng Không. Nếu trước cây 10 năm mà hai người đứng là joint tenancy và từ khi đó cho đến bây giờ mà em lẫn người em của em không có add cái người chồng của mình vào ở trong cái title của cái nhà. Thì bây giờ khi mình muốn bán đó, hai người chỉ cần hai người em và người em của em hai người ký là có thể bán được cái nhà. Bây giờ đó nếu mà hai người chồng mà muốn đòi chia đó thì đó là chuyện khác. Nhưng mà về vấn đề bán đó, trên nguyên tắc là hai người có quyền bán mà không có cần cái sự ưng thuận của hai người chồng. Ok. Không cần đổi thành merit man. Không cần. Tại vì theo cái luật mà về chuyển nhượng bất động sản đó thì cái title đứng trên với county recorder như thế nào mình cứ y chang như vậy. Thí dụ hồi xưa đó là Nguyễn Thị A a single woman và Nguyễn Thị B a single woman as joint tenant. Thì bây giờ khi bán cái nhà cũng đứng y chang như vậy là Nguyễn Thị A a single woman và Nguyễn Thị B a single woman or as joint tenant. Rồi bán cho cái người mua vậy thôi. Chứ không cần phải đổi ra từ single sang the married as a sole and separate property gì đó, không cần cái đó. Vâng, thưa luật sư em xem hỏi thêm hai câu nữa. Ok. Thưa luật sư bây giờ thì vẫn để cho thêm lên nhưng mà cho một người chị vô married. Như vậy cái thuế nó có tăng lên không ạ? Tăng. Bởi vì khi cho người add người chị vào đó, bây giờ hồi xưa có hai người, bây giờ ba người. Coi như em và người em cho người chị 1/3. Và vì sự chuyển nhượng mà cho 1/3 đi chăng nữa, đó là sự chuyển nhượng giữa hai chị em với nhau, giữa chị em với nhau thì nó không có được miễn trừ thuế. Tức là real property tax nó sẽ bị reassess và nó sẽ định lại cái giá, thời giá. Câu hỏi thứ hai là sao? Vâng, thưa luật sư, nhưng mà bây giờ nếu mà chuyển từ cho tên đơn sang tên đơn common thì mỗi người 50-50 thì không phải thuế không tăng. Nếu mà chuyển, tại vì cái proportionate interest đó, cái phần của mỗi người vẫn là giống nhau thì khi đứng mình cho đứng là joint tenancy đó thì nếu hai người thì mỗi người là 1/2. Bây giờ mình đổi sang tenancy in common thì cũng vậy, mỗi người cũng 1/2. Do đó nó không có thay đổi, do đó cái real property tax sẽ không có tăng. Nhưng mà nếu mà common tenant mà 60-40 là có thay đổi chắc. Joint tenancy không bao giờ có 60-40 hết.
Joint tenancy. Ok, nếu mà tenant common á, yes, bây giờ nếu mà đổi từ joint tenancy mà sang tenancy in common á, mà 40-60 đó, yes, nó có thể có quyền nó đổi, nó có quyền nó tăng cái property tax. Ok, dạ, yeah, cảm ơn em. Cảm ơn chị nhiều lắm. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, yeah. Hello. Dạ, yeah, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, yeah. Xin chào luật sư. Dạ, yeah, xin chào ông. Ông có thể tắt cái TV hay là đứng xa TV tại nơi bị echo, khó nghe lắm. Dạ, yeah, bỏ mở nhỏ TV xuống 2 giờ sau. Dạ. Ok, ok. Đứng xa cái TV. Rồi, nghe được không luật sư? Dạ, yeah, được ông. Dạ, yeah. Ông có hỏi ông là sao? Dạ, yeah, có hỏi là thưa luật sư, cách đây khoảng một tháng, một buổi sáng 8 giờ rưỡi tôi có chở người bạn gái lên nhà chơi, nhưng mà tôi ở trong cái chương trình housing đó luật sư. Dạ. Chở người bạn gái lên đây chơi đi uống cà phê. Sau khi uống cà phê với tôi với người bạn gái có đi exercise rồi về nhà. Trở về nhà thì tôi bắt đầu lên up nhà cửa, cô bạn gái thì đang ngồi sofa coi TV, thì bỗng dưng có hai người cảnh sát đã vô. Người ta vô nhà, người ta hỏi là người này ở đây, tôi mới nói không phải, đây là người bạn của tôi quen khoảng 17-18 năm rồi. Nhưng cổ chỉ đến chơi là cổ chơi từ 8 giờ tới 11-12 giờ, cổ về không có ở đây. Đó, nói như vậy thì cảnh sát vô phòng, ta lục tùm lum trong phòng hết chị. Trong phòng chỉ có 2-3 bộ đồ, coi như là để một đồ bộ để có nhiều lúc đến đây buổi sáng, buổi thay ra để ăn uống đó luật sư. Đó, thì xong đó rồi người ta không có đôi guốc, không có một trong phòng tắm, không có gì của đàn bà hết á, không có đôi giày đôi dép của đàn bà hết. Người ta nói xong cái rồi em mới giải thích người ta, mà không biết người ta có hiểu không. Bây giờ đến tháng sau em mới nhận được cái giấy của housing về, là ông của housing nó nói là trả tiền cho em tới tháng 6 này thôi, tháng 7 nó không trả nữa, tại vì cô đó đến chơi 5 ngày đó. Thì phía dưới nó có cho em được 15 ngày để ra hearing. Thì em phải appeal hearing, điều thứ nhất đó. Yeah. Tôi hiểu rồi. Tại vì cái chương trình em nhận đó, nó gọi là Section 8 Housing cho những người lợi tức thấp. Khi em nhận được cái chương trình đó đó, thì những nhân viên ở housing nó có quyền xét nhà em bất cứ lúc nào. Bởi vì trong quá khứ đã có những cái trường hợp, những người mà xin housing dựa trên cái khía cạnh là họ lợi tức thấp. Thì sau khi xin xong rồi đó, thì họ cho người khác ở chung với mình. Hay là có những trường hợp khi nó xét nhà, nó thấy có những người họ mang để rất là nhiều tiền, hay là cái cả có một ông nó để có 70-80 lượng vàng ở trong nhà mình. Khi mà nó nhận được, nó có quyền tịch thu vàng, nó quyền tịch thu tiền. Mặc dù có những người nó ô, luật sư nếu mà khe không kỹ, họ nó ô, cảnh sát đâu có quyền xét nhà mà không có trác tòa. Không đúng. Là bởi vì cái trường hợp này không phải là cái trường hợp bình thường, là bởi vì em nhận cái tiền trợ cấp của chính phủ qua cái chương trình Section 8 Housing. Khi nhận tiền trợ đó là em ký nhận, là chấp thuận, là nhân viên của chính phủ có thể xét nhà em bất cứ lúc nào để coi coi em có cho người khác ở chung với em, hay là em có tiền bạc vàng dòng gì trong cái nhà đó, thay vì khi mà em khai là em không có tiền. Thì bây giờ đó em có 15 ngày thì em phải appeal thôi. Thì em đưa ra những cái bằng chứng hay những cái lời khai, có thể em phải đưa ra luôn cả lời khai của người bạn gái của em, khai là cô đó chỉ đến chơi em trong cái ngày hôm đó mà thôi, ok, hay là chỉ trong một vài ngày mà thôi, ok. Và em theo nữa là em phải đưa ra những bằng chứng dần dần để mà em xin cái bên Section 8 họ xét lại cái tình trạng mà trợ cấp cho em, ok. Trên nguyên tắc đó là khi mà em nhận Section là tuyệt nhiên em không được quyền cho bất cứ ai đến ở xe phòng xe nhà với em. Và nếu mà có ai đến mà muốn xe ở với em là em phải thông báo cho cái Department Housing họ biết. Cái đó em biết, nhưng mà họ chỉ đến chơi thôi luật sư, 12-18 giờ sáng rồi tới 11 giờ trưa. Dạ, nhưng mà problem á, nếu mà họ đến chơi đó thì sẽ không có những bộ quần áo của cô đó ở trong cái phòng của trong nhà của em. Yeah. Bây giờ trường hợp này nó có một bộ quần áo thì đương nhiên họ có quyền họ nghĩ tới là cái việc em nói là chỉ chơi trong vài tiếng đồng hồ là không đúng. Là tại sao nếu ở vài tiếng đồng hồ, tại sao có quần áo ngủ hay quần áo để thay trong cái nhà của em của cô đó? Ok. Em có giải thích, em không biết tiếng Anh nhưng mà em có nên giải thích là nó những nhiều lúc tụi em đi chơi đi bộ về, cái nhiều lúc mình nấu
Đây con gái mà quen 17-18 năm rồi, luật sư thì nấu đồ ăn xong, người ta thay đồ cho nó thoải mái vậy thôi. Nhưng mà chung quanh hàng xóm người ta làm chứng là không bao giờ thấy người đó ở lại chiều. Ok, ok, cái đó thì em phải, nếu em có hàng xóm làm chứng thì em phải có những cái giấy của hàng xóm em ký nhận họ làm chứng như vậy. Để mà trong cái kháng cáo, trong cái kháng cáo của em. Nha. Ok. Dạ, cảm ơn em nha. Tới đây thì tôi phải... Em có thể nhờ những văn phòng luật sư miễn phí người ta giúp đỡ được không? Dạ, em có thể đến cái văn phòng gọi là Public Law Center ở Santa Ana. Dạ. Thì họ có thể giúp cho em miễn phí. Ok, dạ, tới đây thì tôi... Cái đó người ta giúp được không, luật sư? Dạ, em có thể try, tại đó là cái Public Law Center thì thường thường họ có thể thủ lý những vấn đề giống nhau. Em có hẹn với văn phòng nó 9 giờ coi như là tháng 6 chính tay này, luật sư. Dạ, thì bây giờ em phải đến cái chỗ mấy Public Law Center để mà họ giúp cho em càng sớm càng tốt. Dạ, em có bằng chứng đầy đủ hết rồi, chứng hay là bạn gái không bao giờ ở đây, mà chỉ đến đi chơi rồi về thôi, luật sư. Dạ. Dạ, cảm ơn em, tôi phải tạm ngưng tại vì để tài trạng phần quảng cáo thương mại em vẫn còn muốn hỏi nữa thì em giữ đường dây.